Lễ hội Hoa Xuân Quan năm 2023 thu hút đông đảo người dân trên cả nước tham quan, chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ và ấn tượng. 3 năm một lần, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang tổ chức lễ hội hoa nhằm quảng bá sản phẩm hoa cây cảnh địa phương, góp phần nâng tầm sản phẩm và phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch. Lễ hội diễn ra 10 ngày, từ ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Có 10 gian hàng đến từ 10 thôn trên địa bàn xã với trên 50.000 sản phẩm hoa cây cảnh các loại như cúc cánh bướm, sắc pháo, đồng tiền, lan cây bonsai. Các thôn sử dụng hoa trang trí gian hàng thành hình đồng hồ, nhà hoa, thác hoa, thuyền hoa, xe hoa. Điểm nhấn ở lễ hội hoa năm nay là thác hoa xuân với chiều cao khoảng 13 mét được trang trí bằng 500 chậu hoa dạ yến thảo, là địa điểm check-in thu hút nhiều du khách mỗi dịp cận Tết. Lễ hội hoa năm nay tiếp tục được đón tiếp đông đảo người dân tại các khu vực lân cận đến thưởng ngoạn. Năm 2023 là năm thứ 3 sự kiện này được tổ chức. Cùng với lễ hội hoa, năm nay Ủy ban dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang cùng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi tổ chức thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn đối với du khách thập phương. Chúng tôi ước tính là trên 100.000 lượt người đến thăm lễ hội và thăm nàng hoa Xuân Quan.